Alo, chúng ta đến với trận thi đấu đầu tiên của siêu thứ ba thôi. Vâng, vừa rồi là một tuần mà tôi ra chỉnh kỹ thuật một tí nên là quên mất là không chuyển màn hình. Các bạn thông cảm. Gunny cầm ban, Vô Thường cầm Kata, Tôm cầm Mihoan và Tiểu Bạch Long, Yamoto 4 chém. Không biết là bên phía Hà Nội cầm những quân gì. Đây là bầy yêu đôi của cầu thủ Dũng Con. Chúng ta sẽ đến màn hình máy pan của cầu thủ Gunny để xem trận này là anh Dũng Anh có đánh cung Nga không, hay là vẫn là một bài mà đánh chém và nhảy bùa, ôm đồ nhảy bùa. Vâng, dứt cả mình với con voi vừa rồi. Gunny có đôi voi, có một đàn hiêu, anh chỉ thiếu bãi quả thôi. Bây giờ mà Gunny tìm thấy bãi quả nữa là mát. Đóng nghe. Đó, nhưng mà trong những cái tên ép đời này thì chúng ta cũng không cần phải quá quan tâm nhiều, bởi vì là các cầu thủ top 1 thì các anh ép đời đã mắc binh rồi. Có hiêu nữa rồi. Đó là bầy hiêu đầu của Gunny. Vâng, bây giờ thì Gunny đang muốn tìm cho mình một cái bãi quả. Và phải tìm thấy bãi quả thì mới có thể một bài mà phũ được. Đây là bãi hiêu. Có lẽ là phải vẫn giải A bãi hiêu rồi. Một dân bãi quả đứng chơi. Đây rồi, bãi quả đấy rồi. Mát rồi. Một dân bãi quả đứng chơi Gunny. Rồi. Quả 6 luôn. Như vậy là ban này là ngon rồi. Chúng ta cũng chuyển sang nhà khác đi. Vô Thường cũng có quả phụ đây rồi. Nhà có 3 voi. Vô Thường cũng rất mát. Còn Tôm. Tôm là... Vâng, Tôm chậm dân rồi. Tôm 22 dân thôi. Hay là anh bị chết dân thì tôi không biết. Tiểu Bạch Long là 23. Như vậy là cả 4 nhà đánh... Vâng, hình như là để cho Tôm đánh cung A thì phải. Đúng rồi. Tôm đánh cung A, còn đâu là ba người kia đánh chém. Một cái hốc đẹp ở trong này nhưng mà không có vàng. Chúng ta quay lại với Gunny đi. Đấy rồi. Và hôm nay thì Gunny được cầm rất nhiều ba miran. Chúng ta có thể thấy là bài pan này có bãi quả phụ và bây giờ đang rất khỏe. Quả phụ là 6 cây. Gunny đang ép gỗ. Có vẻ như anh vẫn đang muốn tìm thêm đồ ăn để có thể ăn hoang. Bạn này thì Gunny sẽ đóng một cái lờ và vâng, anh sẽ đóng lờ tại nhà thôi, bởi vì là nếu như mà Dũng Con không đánh cung thì anh cũng chả việc gì phải đóng lờ đi đâu cả. Nếu như Dũng Con đánh cung cơ thì Gunny mới có phải đóng lờ cao cao lên một tí, nhưng mà bài này thì không cần. Vâng, cạnh này là kín rồi. Dũng Con 25. Vâng, hy vọng là đừng chết. Tôi không vui một chút nào đâu. Rồi, anh đã giết được con sư tử vừa rồi và hàng dân này thì vẫn đang ngon, vẫn đang tươi. Chúng ta quay lại với Gunny thôi. Dũng Con dâng lờ lên chém phủ cho game thủ Tiểu Bạch, là cho game thủ Tôm. Còn đây là Gunny. Vàng ở đây. Vâng, hiện ra đôi voi nữa thì mát liệm luôn. Trong này là một cái hốc rất đẹp dành cho Pamiran. Chúng ta đến với hình máy Vô Thường. Vô Thường cũng là một người lên đời sớm. Và bây giờ thì Vô Thường đang có một cái bãi vàng đẹp. Có một con hiêu kìa. Anh gặp ai? Vâng, đối thủ đầu tiên là ai đây? Màu 6, game thủ Tuấn Lưu Mạnh. Như vậy là cánh của Gunny và Vô Thường là màu 6 đầu cánh. Còn cánh của Tôm là màu 8 đầu cánh, theo như Dũng Con báo về. Màu 8 là gì? Grick. Vâng, Grick có màu 8. Vâng, màu 8 đã chạy dò về thủ rồi. Gunny là 18/32. Mất giò rồi. Vô Thường còn giò. Vâng, ăn được 4 dân của game thủ Tuấn Lưu Danh.
Đấy, thằng dân ngoài ít máu, đúng rồi. Hai dân nữa là 6 dân. Vâng, 7 dân. Đấy, tôi đã, vâng, ít nhất là 7 dân chỗ đấy rồi. Cani ngựa lạc đà lên chưa? Đang phi lên là mầm rồi. Vâng, chúng ta xem là Tiểu Bạch Long đánh gì. Vâng, đang đánh nhấp 18. Nhưng mà lực anh thì rất khỏe. Vâng, như vậy là bên kia là có một Baby, một B1, một AC và một Crick. Và bây giờ thì đầu cánh là hai nhà chém, một nhà B1 và một nhà Crick. Thế còn lại Baby và AC là ở trong cánh đánh cung. Chúng ta xem tôm đi. Liệu chẳng có một bài mà Baby Lon dâng A không? Tôi nghĩ là không. Khi mà từ nãy đến giờ thì chưa thấy cung tê cung tiếc gì bay vào đây cả. Hốc này của tôm là mắc binh. Chỉ cần ba game thủ bảo kê tốt là tôm có thể khỏe và cân bản đồ. Gunny là 21. Màu 6 đã phế rồi. Màu 6 chém, bị chém rất nhiều dân. Xem vô thường đi. Tôi, và vâng, với việc ba nhà chém như này thì phải đảo máy liên tục luôn để có thể nhìn được hết. Đây là vô thường 21. Kia, là một lạc đà. Vâng, đúng là vâng, game thủ hệ. Kia kia kia. Được. Được. Không được à? Ơ cứ từ từ. Kia, quay lại kìa. Ấy vậy e, ấy không phải mình e biết vậy e đâu, vô thường vậy e cũng hay lắm. Phù thủy thứ hai ra rồi. Vâng, có cưa kéo xẻ lôi nó về đây và hú nốt. Làm con nữa thế là mát. Thôi không phải chém nữa, được rồi. Ô, cái gì đấy? Một pha mà hú xong rồi vẫn bị đen, ảo thật. Quay lại với Gunny thôi. Như vậy là vừa rồi thì game thủ He He đã mất hai lạc đà ở đây, màu ngựa giò. Cái con dân màu 7 đang chạy điêu đây. Màu 7 là game thủ quýt. Thế sao quýt lại chạy dân đi, dân à? Sao lại chạy hẳn dân lên đây? Màu 7 chạy hẳn dân vào nhà của Gunny. Thế mới ảo. Vâng, 2L chạy đều ngay sau những tên tiếp theo. Có cả cung R, cả phù thủy ở nhà. Chúng ta quay lại với cả game thủ tôm xem bị công chưa. Chưa ai động ở anh, thế thì đến với Tiểu Bạch Long đi. 36/36. Vâng, lượng chém của Yamoto nó đông như quân nguyên. Vâng, cung T của game thủ Babylon. Babylon là game thủ đầu cua đầu loại. Vâng, vào không không thủng. Thế nhưng mà thôi, con nào ở ngoài thì giết con đấy vậy. Vô thường 22. Gunny có cung R bắn phù rồi. Game thủ He đã phá sản cái kế hoạch công phu của game thủ vào nhà game thủ vô thường. Hai nhà chém bên cánh này đang tươi. Vâng, mất bài anh vàng rồi. Anh Dũng chú ý cái bài gỗ của nhà ăn chung với Gunny đang thủng rồi. Anh bo một cái e vào đi. Tôm đang có tham là 52/56 bắt đầu đẩy cung A. Chúng ta xem Dũng con đi. Vâng, thôi anh chắc cú anh chạy luôn dân đi. Vâng, nhà anh Dũng có biến. Màu 5 đến. Cả màu 8 luôn. Đây là lạc đà của game thủ Gunny và game thủ vô thường. Thế nhưng mà nó đang có những con lạc đà của game thủ màu 4. À vâng, game thủ màu 6 đó là team thủ Tuấn Lưu Danh. Vâng, nhà màu 5 đã kín rồi. Chúng ta quay sang với những pha đẩy cung A của game thủ tôm. Ok, chạy đi anh. Tôm đây, tôm 66 đã đẩy được nhà của màu 8 đây rồi. Lên bản đồ, nâng giáp. Tiểu Bạch Long công phu, bị công phu rồi. Game thủ màu 8 là game thủ Mỹ Đình. Mỹ Đình cũng chơi bài công phu vào nhà của Yamoto. Vâng, cẩn thận bị bắt chém anh, chạy đi. Gunny đang có 600 thực. Ô sao vô thường lại bơm cho Gunny. Bịp à? Tôm là 74/96 đang đẩy cung A lên. Nâng giáp đi Tôm ơi, bên kia lắm chém lắm.
Kìa đây là khoanh ruộng màu 8. Rồi chết đây, khoanh ruộng màu 8 rồi. Bây giờ thì từ từ, bình tĩnh. Vâng, đợi Dũng con đi cùng. Khe rừng lấy thủng, khe rừng lấy thủng. Tôm ơi, khe rừng vừa xong thủng đấy. Tiểu Bạch Long 30. Vâng, lượng trẻ Mia đang giữ được là rất đông. Tôm đang đến, có một kích chém kia Moto ở đây mà. Vừa tôm đã lên được, tôm lên được là bản đồ rồi. Chém 4 luôn, à dạ quên, giáp 4 luôn. Đục vào cái BB và có thể chui vào xong. Đúng rồi, hay lắm. Vâng, Gunny đang lên rồi. Gunny đâu? 31, ui dồi ôi, lạc đà ban. Vâng vâng, con dân thôi bỏ qua đi, một hai con dân lẻ không bắt làm gì. Lên cùng với cả Gunny và lên cùng với cả Tiểu Bạch Long và game thủ của Tôm. Đây rồi. Vâng, lượng lạc đà của game thủ Gunny đang phi sang âm ầm. Rất kinh khủng. Kìa, cung R kìa, chú ý Tôm ơi. Màu 7 và màu 5 đang có rất đông cung R ở đây. AC, cung R AC và cung R Babylon. Vâng, sút luôn không phải nghĩ. Tôm đang dâng cả cung A lên đây luôn. Rất hay. Có cả lạc đà ban đảo ở đây nữa thì không phải nghĩ ngợi rồi, anh chỉ việc bắn cho. Vâng, màu 8 là 6 đít, những con chém. Những nhà bây giờ à. Vâng, lạc đà ban nó đảo là quá chất lượng, chúng ta có thể thấy. Không một mũi tên nào có thể bắn trúng được luôn. Các bạn thì khi mà Gunny đang đảo. Vâng, Cooler này đang vâng, Cooler này đang đảo phải nói là rất nhiệt tình. Cũng rồi, Sirian có màu 7 quýt bắn như vậy nhưng mà không trúng được cái nào luôn. Vâng, chúng ta xem game thủ Dũng con. 19, nhưng mà anh đang lọt một tên. Ăn được khá nhiều dân của game thủ 5. Thôi lại ra thôi. Vâng, đằng sau game thủ đằng Tôm đang bị bắt đảo cung. Alo, vâng, sau trận thi đấu này thì các bạn có thể F5 lại trang web và chuyển về kênh AOE1 để có thể xem với vâng, cái server của chúng tôi. Chất lượng là nét hơn là rất nhiều so với YouTube. Vô thường là 23, Gunny là 30. Vâng, anh đang chém rất nhiều những con cung R của 1 năm. Tiểu Bạch Long. Tham còn 4. Anh vừa thiêu một đạo chém, không sao. Quay lại với Tôm thôi. Tôm tham 85. Màu 7 chỉ là cung rời Sidian thôi. Màu 8 game thủ Mỹ Đình vẫn đang nở những con chém của mình ra. Ai bơm cho game thủ Tiểu Bạch Long một tên để hồi. Vâng, bơm cho Tiểu Bạch Long một tên để hồi lại đi xem nào. Vâng, Gunny vừa lọt một tên vào nhà màu 7 rồi. Màu 7 bay chạy hết dân ở trong nhà rồi. Một bài nhà AC cũng xấu lắm, ép cung thôi. Đây chỉ là bài ép cung của game thủ Quýt. Vô thường. Vâng, vô thường lại đang chém tiếp vào bãi ruộng màu 7 luôn. Có ai bơm, vô thường có bơm cho Tiểu Bạch Long một tí để Tiểu Bạch Long hồi không? Vâng, tham lai của anh đã lên rồi. Và bây giờ thì đang chém tiếp dân màu 8. Ô Mỹ Đình không biết gì này. Chết hết bài vàng bây giờ mới chạy. Dị thật. Tôm 106 trên 120. Anh đang dồn tiếp những đại quân của mình lên. Ờ không, bây giờ chúng ta xem Gunny. Khi mà anh đang khuấy đảo nhà đối thủ 7.
Quấy đảo nhà mùa 7 và mùa 7 bây giờ thì đang phải mất tay thủ nhà. Timeline của Pan là 34. Và ngày hôm nay trận nào mà các game thủ chúng ta cầm Pan thì trận đó đều khỏe. Và timeline lúc nào cũng 34x. Timeline mình đang đi xuống rồi. Tôm đây rồi, tôm đến rồi. Vâng, một nhà 7 con và nhà thì có một con. Tôm sắp cùng. Mà nói chung là tầm này thì cũng chả cần, cứ để đấy dự trữ cũng được. Nó ra dần. Bởi vì là bây giờ thì cần phải điều cung tốt hơn, chứ không cần phải điều sóc quân đều hơn. Cứ sau mỗi nhà 3-4 con vứt đấy được. Có lạc đạp ban đảo thì cung A cứ thế mà đừng bắn thôi, không phải nghĩ. Vâng, 1-2 con tách ra để có thể chơi cái bãi gỗ của ngủ của Hoàng Bá Nhi. Còn đâu là đẩy tiếp đại quân lên. Tham lai mid e, nhưng mà kệ đi. Chú ý đẩy quân đã. Các bạn có thể thấy là lạc ơi dụ, vâng ngăn đi đảo thôi đừng chém. Mình cứ đảo thôi, mình việc gì phải nghĩ, có cung A đằng sau cơ mà. Cẩn thận một tuần đi vòng của các game thủ bên phía team Hà Nội. Vâng, tôm đang đẩy đến ba cái cung A như này thì cung R nào mà chịu được đây. Đây chỉ là cung R Babylon với cung R AC thôi. Làm sao mà cưỡng được sức mạnh của cung A của Milan tầm xa mắc như thế này. Và với lượng số lượng là 3 kích. Nhà Gunny đang có biến. Vâng, thôi chạy đi. Chú ý điều quân thôi. Còn dân thì cứ chạy đã. Quay lại với tôm. 142/152. Hoàng Mai Nhi. Và Hoàng Mai Nhi đang phải lùi hết cung vào trong cái nhà BA để có thể thủ. Và game thủ 18 vẫn đang hồi lại ở cái nhà cũ. Tôm đẩy 1-2 cung A vào đấy thôi là xong. Hình như là tôm vừa kích 4 thì phải. Vâng, bây giờ thì chúng ta có thể thấy là lượng cung A đứng trên dốc. Nó xả xuống như kiểu là mưa. Vâng, cung R con nào ra phát chết luôn. Gunny đang vòng một tơn. Gunny đang vòng một tơn sang nhà 17. Vô thường thì cũng đang ở đây. Đây rồi. Úi giời, quýt này. Vâng, quýt chưa. Tơn này mà các em thủ với Hà Nội còn nghĩ ngợi cái gì nữa. Nhà 17 đã mất hết đảo ruộng rồi. Là chém 4 của và lạc đà chém 4 của Bamiran nó phúc vàng. Vâng, quá kinh khủng. Tham lai là 25. Vô thường là 14. Vẫn đang chăm dân. Ia của game thủ Tiểu Bạch Long cũng 14. Còn đây là tôm. Vâng, thôi nhà màu 5 đã xong rồi. Nhà màu 5 nát bét không có cái gì nữa rồi. Vâng, Lưu Anh đi sai. Rất hay. Vâng, tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ 3 dành cho team Thái Bình. Tôm đẩy cung A trận này thật sự là hay. Các bạn có thể thấy là tôm trận thi đấu này đẩy cung A là quá hay. Phong cách đẩy cung A của một người cầm chủ lực. Vâng, đẩy 3 kích. Một phát chết luôn nhà màu 5 của ấn thủ Hoàng Bá Nhi. Tỷ số là 1-0. Và các bạn vui lòng vâng, F5 lại trình duyệt để có thể chuyển sang kênh của server của chúng tôi. Chúng tôi sẽ dừng phát YouTube ngay sau đây. Thank you.